Hello, chào các bác nhé. Hôm nay kênh Phụ Tùng Chế Xe Ban Bánh giới thiệu các bác đó là một dòng máy 175cc các bác nhé. Sau đây thì em review qua cho các bác tham khảo trên cái dòng máy này. Nó có đặc điểm gì các bác nhé. Và đây, nó là dòng 175cc hạng Jingxiang các bác nhé. Đấy. Và nước sơn của nó là mạ bạc các bác nhé. Đấy, nhìn rất là đẹp. Và thể tích thực của nó là 175 cm khối các bác nhé. Là 175 phân khối đấy. Đấy. Máy thì cái đường chỉ phớt này thì đường chỉ phớt thì nó rất là kín các bác nhé. Đấy. Và giống máy này nó là dòng máy đứng các bác nhé. Về các bác chế chở hàng thì nó rất là khỏe các bác ạ. Và đây là cái cốt trục máy các bác nhé. Đấy. Khi các bác ốp xuống nùi vào thì cái nhông này thì nó rất là dài các bác nhé. Đấy. Máy thì rất là khỏe các bác ạ. Ở đây là côn tay các bác nhé. Dây côn. Máy thì rất đẹp. Và đây là nắp nhớt các bác nhé. Thể tích của nó là 1 lít các bác nhé. Và máy này bên em nhập nội địa 11. Máy mới 100% các bác nhé. Mẫu mã thì rất là đẹp. Và máy nó đi kèm phần nổ phần số các bác nhé. Và cái dòng này thì các bác rất ưa chuộng trên thị trường. Các bác hay săn đón về các bác chở hàng thì cái máy này thì nó rất là khỏe các bác. Dòng máy này nó là hệ máy đứng các bác nhá, rất là to. Và cái bộ này làm mát bằng nước các bác nhá. Đấy. Và đây là buji các bác nhé. Đấy. Thiết kế rất là đẹp. Đây, cụ đề của nó này. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm thì các bác liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên video của các bác nhé.